Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin thế giới mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 24 tháng 9. Ông Blinken và ông Vương Nghị bàn về Đài Loan. Ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng việc duy trì hòa bình và ổn định đối với Đài Loan là cực kỳ quan trọng. Đài Loan là tâm điểm của cuộc hội đàm trực tiếp và trung thực kéo dài 90 phút giữa ông Blinken và ông Vương Nghị bên lề Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, theo hãng tin Reuters. Ngoài ra, ông Blinken cũng nêu bật những tác động nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Giới chức Mỹ từng nói họ không thấy bằng chứng nào về việc Bắc Kinh hỗ trợ như vậy cho Moscow. Phó Tổng thống Mỹ thảo luận về an ninh Đài Loan tại châu Á. Ngày 23 tháng 9, một quan chức cấp cao trong chính quyền Washington cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thảo luận về an ninh Đài Loan trong các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc khi bà đến thăm khu vực này vào tuần tới. Các cuộc gặp nói trên giữa bà Harris và các lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công, theo hãng tin Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng mạnh với tuyên bố của ông Biden. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Iran không sử dụng vũ lực không cần thiết trong các cuộc biểu tình. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng an ninh Iran kiềm chế việc sử dụng vũ lực không cần thiết chống lại các cuộc biểu tình phản đối chính phủ sau cái chết của một phụ nữ bị cảnh sát giam giữ, theo hãng tin AFP. Ông Guterres đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ngày 23 tháng 9, Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về các báo cáo liên quan đến việc sử dụng vũ lực quá mức trong các cuộc biểu tình ôn hòa ở Iran, dẫn đến hàng chục người chết và bị thương. Biểu tình nổ ra trên khắp Iran sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, khi cô bị cảnh sát giam giữ do mặc trang phục không phù hợp. Ukraine giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao của Iran. Ngày 23 tháng 9, Kiev cho biết họ sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Tehran sau khi Iran quyết định cung cấp máy bay không người lái cho các lực lượng Nga, theo hãng tin AFP. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cho đến nay, tổng cộng 8 máy bay không người lái do Iran sản xuất đã bị Ukraine bắn hạ trong cuộc xung đột ở nước này. Ukraine và Mỹ cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Tehran đã bác bỏ cáo buộc này. Theo đó, Ukraine sẽ giảm đáng kể số lượng nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Iran tại Kiev. Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga phải trả giá vì các cuộc trưng cầu ý dân giả tạo. Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá nhanh chóng và nghiêm trọng nếu nước này sử dụng các cuộc trưng cầu ý dân giả tạo để sáp nhập thêm lãnh thổ của Ukraine. Các cuộc trưng cầu ý dân của Nga là một sự giả tạo, một cái cớ giả tạo để cố gắng thôn tính các vùng của Ukraine bằng vũ lực, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, Tổng thống Joe Biden nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết nước này sẽ làm việc với các đối tác và đồng minh để áp đặt thêm trừng phạt kinh tế với Nga, theo hãng tin AFP. Cùng ngày, nhóm các nước G7 cũng lên án các cuộc trưng cầu ý dân giả tạo của Nga, khẳng định G7 sẽ không bao giờ công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân này, theo hãng tin Reuters. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói sẽ tăng cường giúp đỡ Kiev phản ứng lại các cuộc trưng cầu ý dân của Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.